Xin chào quý vị và các bạn, tôi tên là Kim, là đại diện kinh doanh tại hãng xe Toyota Tân Cảng. Hiện tại tôi đang đứng trước chiếc Corolla Arctic số sàn đời 2010 đã qua sử dụng tại Toyota Tân Cảng. Chiếc xe này thì màu bạc, như quý vị có thể quan sát ạ. Thì chiếc xe này chúng tôi cũng thực hiện theo chương trình đổi xe cũ lấy xe mới dành cho khách hàng tại Toyota Tân Cảng. Thì sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về ngoại thất mẫu xe này, nội thất cũng như là giá cả mẫu xe này thì bao nhiêu, và xe này thì có được mua trả góp hay không. Thì như ban đầu quý vị có thể thấy là mẫu xe này nước sơn còn rất đẹp ạ, quý vị có thể là nhìn nó rất còn mới cống ạ. Thì sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chi tiết hơn ạ, cùng nhau khám phá về ngoại thất của mẫu xe Arctic này. Quý vị có thể nhìn thấy là nước sơn của xe rất là bóng ạ, nguyên zin. Đây chúng ta sẽ đi một vòng quanh xe. Xe này quý vị có thể thấy là khách hàng này đã trang bị cho mẫu xe này dán phim cách nhiệt, che mưa. Đây ạ. Rồi chúng ta sẽ thấy ạ. Đây quý vị có thấy là dán phim rất là tối rồi ạ. Đây. Đây 1.8G số sàn quý vị nhé. Rồi đây. Quý vị có thể thấy là nước sơn rất là bóng ạ. Đây chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại tổng thể của xe này ạ. Đó. Đây. Rồi chúng ta đã cùng nhau khám phá về ngoại thất của mẫu xe này. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau khám phá về nội thất của mẫu xe này ạ. Về nội thất của mẫu xe này ạ, chúng ta sẽ cùng nhau quan sát bảng màn hình tắp lô của mẫu xe này ạ. Rất là mới ạ. Đây là vô lăng cùng đồng hồ trung tâm. Đây ạ. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau tiến tới phần ghế phía sau ạ. Xe này thì đã được khách hàng này trang bị ghế da quý vị nhé, bọc trần trên xe ạ. Và chúng ta sẽ cùng nhau khám phá xem thử rằng là xe này đã chạy được bao nhiêu km. Và bảng hầm hồ tắp lô của mẫu xe này. Đây là bảng hầm hồ trung tâm của mẫu xe này. Và đây là bảng màn hồ. Chúng ta sẽ cùng nhau xem thử là xe này chạy bao nhiêu km quý vị nhé. Đây ạ, đây là bảng hình thôi. 106.681 km quý vị nhé. Rồi chúng ta đã cùng nhau khám phá xong về nội thất của mẫu xe này ạ. Thể khoang động cơ trên mẫu xe Toyota Arctic số sàn này, 1.8 số sàn này ạ. Đây quý vị có thể thấy ạ, có thể gọi là mới leng keng ạ. Rồi chúng ta đã cùng nhau xem xong về động cơ của mẫu xe này ạ. Thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về mẫu xe Corolla Arctic đời 2010 số sàn đã qua sử dụng tại Toyota Tân Cảng. Thì tôi tin chắc rằng quý vị đã có những đánh giá riêng mình, những cảm nhận của riêng mình về cái mẫu xe này ạ. Thì vậy cái giá cả này thì hãng định giá là bao nhiêu? Hiện tại theo hãng định giá cái mẫu xe này, hãng định giá khoảng 440 triệu ạ. Và mẫu xe này có thể vay trả góp ạ, trong thời hạn khoảng cỡ 3 năm ạ. Và với 70% giá trị xe ạ. Thì quý vị nào có những cái thắc mắc nào về mẫu xe này, hay là về giá cả, hay là hỗ trợ trả góp như thế nào, quý vị có thể liên hệ với tôi. Tôi tên là Kim, là đại diện kinh doanh tại hãng xe Toyota Tân Cảng. Còn quý vị cần hỗ trợ về thủ tục ngân hàng như thế nào, quý vị có thể gọi số 0933991709. Thì chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ mọi thắc mắc của quý vị để quý vị hiểu rõ hơn về cái mẫu xe này. Còn quý vị nào muốn xem nhiều hơn những cái mẫu xe của chúng tôi và cập nhật những tin tức mới nhất, thì quý vị có thể đăng ký kênh YouTube của chúng tôi. Thì chúng tôi có thể khi có những cái mẫu xe mới chúng tôi up lên thì sẽ gửi thông báo về cho quý vị. Quý vị có thể tiện theo dõi hơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin chào.